Hello, xin chào các bạn. Thì nhân một cái buổi mà rảnh rỗi, những cái video trước đăng lên không ai xem, thì bây giờ mình làm cái video đơn giản tâm sự, nói về cái lý do tại sao các bạn học về lập trình, học công nghệ phần mềm, nói chung thì bắt buộc phải hiểu và nắm rõ về cái môn gọi là cấu trúc dữ liệu và giải thuật này. Hồi xưa mình cũng đi học, đại học cũng học cái bộ môn này. Thì có cái mình hiểu, có cái mình không hiểu. Giống như hồi xưa mình học cũng học biết ô này, cũng O1, ON, ON2, ON cho thừa gì đó. Thì lúc đó mình chỉ hiểu mang máng thôi, mình không có hiểu sâu, cũng không hiểu rõ, mà mình cũng không có hiểu lý do tại sao mình phải học cái môn này. Rồi sau đó mình sẽ học tới những cấu trúc dữ liệu giống như là mảng nè, rồi linked list, rồi hash, rồi tree, cái cân bằng, cái nhị phân các kiểu. Thì học xong rồi mình cũng mù mờ. Thì sau đó mình ra mình đi làm nhiều năm thì mình mới bắt đầu quay về trở lại về những cái kiến thức nền tảng này, và mình tự mình có được một vài câu trả lời mà mình nghĩ là mình nên chia sẻ cho các bạn, nhất là các bạn sinh viên hoặc là các bạn mới ra trường, các bạn chưa nắm rõ về những cái kiến thức này. Thì quay trở lại câu hỏi là tại sao mình phải học và mình phải nắm rõ cái cấu trúc dữ liệu và giải thuật này. Thì nếu như các bạn học lập trình mà các bạn chỉ chăm chăm vào việc học cái ngôn ngữ đó thôi, như học lập trình các bạn chỉ cần nghĩ đơn giản là tôi phải biết được cái Java, tôi biết được C Sharp, tôi biết được Golang, tôi biết được C++ chẳng hạn, vậy là đủ rồi. Tôi biết code những cái ngôn ngữ đó là đủ rồi. Mấy cái cấu trúc dữ liệu giải thuật này gì nó mơ hồ quá, biết ON này kia rồi. Nó mơ hồ quá, nó chả mang cái giá trị thực tế gì cả. Tôi biết code là đủ, tôi code được cái gì đó, tôi code được một cái game, tôi code được một cái trang web, tôi làm được này làm kia là ok rồi. Thì đó là tư duy của một cái người thợ xây. Các bạn học phần mềm, học lập trình mà các bạn không biết về cấu trúc dữ liệu và giải thuật á, thì giống như các bạn đang xây một cái ngôi nhà mà các bạn không có xây một cái phần nền móng cho nó. Các bạn không có xây móng cho nó. Các bạn chỉ đơn giản là những người thợ hồ dùng những cái viên gạch bạn dựng lên cái ngôi nhà tạm bợ thôi mà. Tại vì sao ạ? Cái ngôn ngữ lập trình thì nó thay đổi rất là nhiều. Lâu lâu nó sẽ ra một cái ngôn ngữ lập trình mới. Ví dụ ngày xưa viết lập trình Android đi, thì nó sẽ viết bằng Java. Sau này thì nó nâng cấp lên, nó đổi qua Kotlin. Rồi sau này những cái ngôn ngữ mới hơn nữa thì nó bắt đầu nó chuyển qua lập trình đa nền tảng, multi platform. Ví dụ nó sử dụng tới Flutter chẳng hạn vậy, rồi iOS thì nó có gì, hồi xưa thì nó viết Objective-C đúng không, sau này thì bắt đầu chuyển qua Swift đó. Ngôn ngữ nó cứ thay đổi dần dần đó. Cứ đáp ứng cái nhu cầu hiện đại thì ngôn ngữ nó sẽ thay đổi, nhưng mà những cái kiến thức nền tảng các bạn nó sẽ không bao giờ thay đổi, nó cứ như vậy hoài, bất chấp cái ngôn ngữ các bạn sử dụng là gì, nó đều phải tuân theo những cái kiến thức nền tảng đó, nó không bao giờ thay đổi được. Bạn chỉ chăm chăm các bạn học cái ngôn ngữ lập trình thôi á, thì các bạn sẽ giống như là các bạn chỉ biết lấy từng cái viên gạch các bạn dựng lên thành một bức tường, dựng lên thành một cái nhà hết rồi. Các bạn cứ tưởng tượng đi, các bạn không học, không hiểu rõ về cấu trúc dữ liệu và giải thuật đi, không biết cái độ phức tạp thuật toán của đó là gì, làm sao các bạn có thể cải thiện được cái giải thuật của các bạn. Đúng không ạ? Các bạn không biết là đệ quy là gì, không biết khử đệ quy là gì, rồi cái data structure, cái cấu trúc dữ liệu á,
bạn sử dụng không hợp lý. Ví dụ chỗ đó các bạn có thể là sử dụng cái link list hoặc là cái hash, hashable chẳng hạn. Các bạn không sử dụng, các bạn cứ sử dụng array thôi chẳng hạn như vậy. Thì cấu trúc dữ liệu các bạn sử dụng không hợp lý trong cái giải thuật của các bạn thì nó sẽ dẫn tới cái vấn đề là các bạn sẽ không bao giờ xây dựng tốt được một cái ứng dụng gì cả. Ở cái tầm sinh viên các bạn thì rất là đơn giản mà, bạn chỉ cần viết được một cái phần mềm, một cái trang web, một cái gì đó chỉ cần chạy được cho thầy xem là ok, chạy demo cho thầy xem là đã gọi là ổn rồi, đủ rồi. Mà các bạn cứ tưởng tượng hình dung ra như vậy, các bạn xây một căn nhà lá cho các bạn thì rất là đơn giản, chỉ có mình bạn ở trong đó thì rất là đơn giản. Hồi nhỏ 5-7 tuổi là các bạn đã chơi nhà chòi, các bạn đã tự làm được rồi. Nhưng mà các bạn xây một cái căn nhà tường nó sẽ khác, xây một căn nhà lầu nó sẽ khác, xây một căn biệt thự nó sẽ khác. Nó cần cái kiến thức của một người kỹ sư các bạn. Thì các bạn đi học lập trình vậy, các bạn không phải là những người thợ xây nữa, không phải là những người làm thợ đép nữa. Ai bắt gõ lệnh gì là gõ lệnh đó, mà mình phải có cái tư duy của một người kỹ sư đó, engineer. Là mình thiết kế ra rồi đó để phục vụ cho cái gì, bao nhiêu người. Dù bạn viết một trang web ra mà chỉ có thể phục vụ được 100 người, thậm chí là không tới 100 người nữa đó. Thì có ổn hay không? Đây là viết người ta, khi mà cái hệ thống bên ngoài nó chạy có thể là phải phục vụ tới hàng chục ngàn người cùng một thời điểm nhé mày. Chục ngàn người là cùng thời điểm chứ không phải là mình nói chục ngàn người là lại rải rác trong ngày, mà cứ mấy phút mới có, mấy giây mới có một người vô một lần thôi. Như là xây dựng con server cho game đó chẳng hạn, 100.000 request trong một giây đó. Thì các bạn không có vững những kiến thức này thì làm sao các bạn biết được, đúng không? Các bạn còn không biết như thế nào là đoạn code tốt, đúng không? Không biết được cái cấu trúc như thế nào, cái function như thế nào là mình nên cải thiện nó. Thì làm sao mà các bạn có thể xây dựng tốt được một cái ứng dụng gì đó, cái trang web, một cái ứng dụng, bất cứ cái ứng dụng gì, đúng không ạ? Thì cái môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật này theo mình nghĩ thì là một trong những cái môn mà nó cực kỳ quan trọng cho các bạn, là dù là sinh viên hay là các bạn mới ra trường hay đã ra trường lâu năm rồi và theo học lập trình, theo học cái môn của phần mềm này, bắt buộc là các bạn phải giỏi, phải rõ về nó. Tại vì bây giờ mình không cần nói chi sâu xa gì đấy, riêng về cái việc mà các bạn không giỏi về cái môn này, riêng cái bộ môn này mà các bạn không giỏi, đi phỏng vấn là các bạn đã bị fail rồi. Giờ mấy bạn đi xin việc thôi là các bạn đã thất bại ngay từ cái vòng xin việc rồi. Vòng phỏng vấn người ta vô là hỏi các bạn vài câu, ta đưa ra một cái function đó, độ phức tạp toán của này là bao nhiêu, đưa cho bạn một cái function nó đang là n giao thừa, kêu bạn làm sao đó để mà tối ưu nó thành tối ưu nhất có thể thành ôn n 2 chẳng hạn vậy, hoặc là ôn n log ôn n kiểu như vậy đó. Hoặc là đưa các bạn một cái bài toán nào đó, kêu các bạn đưa ra cái lời giải cho cái bài toán đó, đó. Thì đó, thì nếu mà các bạn không giỏi về những cái này thì ngay từ cái vòng mà gọi là phỏng vấn là các bạn đã rớt rồi, thì còn nói chi sâu xa hơn nữa, đúng không ạ? Các bạn có biết 100 cái ngôn ngữ lập trình đi nữa mà có rất giải lực dữ liệu và giải thuật vô, các bạn người ta hỏi các bạn có 2-3 câu cơ rất là cơ bản thôi, bạn không biết à. Thì còn cái gì đâu để hỏi, không lẽ giờ người ta họ lại hỏi bạn là cái ngôn ngữ đó khai báo biến như thế nào hay là sao à? Những cái thứ đó thì bây giờ cái gì người ta cũng có thể Google được rồi à. Cái đó thì mình Google mình học một cái ngôn ngữ, mình có thể lên Google mình học một tuần cũng được, là nửa tháng là mình cũng sẽ biết thôi cách khai báo biến, khai báo hàm, cách viết cái function như thế nào, cách chạy một cái hàm main ở trong cái ứng dụng, cái ngôn ngữ mới nó như thế nào thì rất là dễ. Nhưng mà bây giờ nếu các bạn không biết link list là gì, đúng không ạ, thì người ta khi mà người ta hỏi tới
trong cái link list đó, một khi mà tôi thêm vào chẳng hạn vậy, thêm vào thì cái độ phức tạp là bao nhiêu à? Rồi xóa ra thì cái độ phức tạp nó là bao nhiêu, rồi đó, thêm phần tử, xóa phần tử, tìm kiếm một phần tử trong cái link list thì độ phức tạp của nó tương ứng là bao nhiêu bao nhiêu. Mày không biết, mày không trả lời được, và coi như xong. À, cho các bạn cái một cái stack chẳng hạn vậy. Ok, stack là gì? Làm gì đó. Rồi ví dụ như hash table là gì? Đó, thuật toán hash nó như thế nào? Tất cả mọi thứ đó người ta hỏi đơn giản thôi mà các bạn không biết rồi thì còn biết cái ngôn ngữ này ngôn ngữ kia đâu để làm gì đâu mà. Bạn đang giống như là đang bị học ngược vậy đó, thay vì mình học từ căn bản và học lên thì mình đi học một cái ngôn ngữ lập trình cấp cao rồi sử dụng được. Ok, có thể là trong ngôn ngữ đó nó sẽ hỗ trợ các bạn là Hashmap, Hashtable có thể xài được, ok luôn đó. Các bạn có thể là nó implement sẵn một số cái struct data giống như là list rồi array các kiểu, những cái function trong đó đều có sẵn hết, các bạn đều có thể sử dụng và các bạn xài hết. Các bạn xài, khi bạn sử dụng mà không hiểu bản chất bên dưới nó là cái gì, bạn không có hiểu được cái độ phức tạp bên dưới nó là như thế nào, thì các bạn có thể là sẽ sử dụng không có đúng cách. Thay vì chỗ đó các bạn sử dụng một cái hash table nó sẽ rất là nhanh cho việc tìm kiếm, thì các bạn lại sử dụng một cái list, và cuối cùng cái hàm tìm kiếm các bạn nó phải đi quét qua toàn bộ phần tử chẳng hạn như vậy đó. Thì đó là những cái chia sẻ rất là cụ thể, rất là ngắn gọn của mình về cái việc mà tại sao các bạn phải học cấu trúc dữ liệu và giải thuật. Thì cái cấu trúc dữ liệu và giải thuật chính là cái thứ mà nó phân biệt bạn là một người thợ xây, thợ code hoặc là coder, hay là một cái engineer, một người kỹ sư phần mềm. Đúng rồi, chính là nhờ cái môn này. Đây là một cái nền móng rất là quan trọng để các bạn từ đây phát triển lên nhiều thứ nữa. Thuật toán, tìm kiếm, rồi thuật toán này, thuật toán nọ, tất cả mọi thứ nó đều bắt nguồn từ cái cấu trúc dữ liệu và giải thuật này. Đấy vậy ha. Rồi. Nên là hy vọng là các bạn sẽ đầu tư hơn, tập trung hơn vào cái môn này nhiều hơn. Dành thời gian cho nó nhiều hơn, có một kiến thức vững chắc để sau này cho dù là các bạn đi phỏng vấn hay là làm việc thực tế trong công việc của các bạn, xây dựng cái ứng dụng nào đó, thì các bạn có thể là phát triển bản thân lên tốt hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.